Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình anh em ơi. Thì tiếp tục trong video clip ngày hôm nay thì mình mong đến cho anh em con app kiếm tiền đổi thưởng nó hot hiện nay nhá anh em nhá. Con app có tên là Daywin nhá anh em. Đấy thì đối với con app này thì anh em nó có vốn rồi thì anh em nạp vào và kiếm lời thôi nhá. Còn đối với anh em nào chưa có vốn đấy thì anh em có thể tham gia một số các sự kiện đủ game để có một số vốn chơi game nhá anh em. Và đây là sự kiện báo danh hàng ngày này, hàng ngày anh em báo danh là em nó có một số vốn ít để chơi game rồi đấy nhá. Đấy anh em chăm báo danh thì anh em cứ báo danh được nhiều ngày thì càng nhiều tiền thôi. Đấy anh em ơi. Anh em có thể kiếm thêm bằng cách là chia sẻ lên Facebook của mình để nhận ngay 3k tiền nhé anh em, cực kỳ đơn giản luôn. Anh em bỏ ra mấy giây chia sẻ lên trang cá nhân của mình thì đã có ngay 3k tiền rồi. Đấy. Còn đây là sự kiện chặt cái tiền nhé anh em. Hàng ngày anh em được chặt free một lần này. Nếu anh em nào may mắn thì có thể nổ hũ anh em ơi. Hũ thưởng hiện tại là 6.415.
trong tim giữ lối tìm giây phút nghẹn lời. Anh đang chờ chờ em, ai đó mang em đi rồi, sao chờ những người mà một hai ba bốn ngày có chắc nhớ sẽ quên. Yeah.
qua sông lỡ quên với chẳng tàn nơi này. Trong bóng bóng ai dần hao gầy. Tiếng khóc cứ theo làn gió bay. Khiến ai qua sông lỡ quên với chẳng tàn nơi này. Trong bóng bóng ai dần hao gầy. Đừng cản tôi. Dừng tay. Quảng cáo của các anh nói là tặng miễn phí ngọc và trang bị thần, vậy mà không có.